Nhiều người nghĩ rằng vay bên tài chính và bên thế chấp ngân hàng không liên quan, nợ xấu tài chính hầu như không được vay thế chấp bên ngân hàng đâu nha. Thì cái nội dung này bạn này nói rất là đúng, và Ngọc cũng đã xác nhận với vài khách hàng cũng bị tương tự những cái trường hợp như vậy. Thì vay mặc dù là vay tín chấp và vay thế chấp nó hoàn toàn khác nhau và nó cũng không có liên quan gì với nhau, nhưng mà cái vấn đề mọi người nghĩ đơn giản một cách là khi mà người ta cho mình vay ra thì người ta cũng phải khảo sát, cũng như là người ta phải xem thử là lịch sử tín dụng của mình như thế nào. Nó cũng giống như việc là khi mà mình nợ xấu ở bên tín chấp thì qua bên thế chấp có thể mình vẫn bị nợ xấu là một chuyện bình thường. Nó giống như là một cái rào cản gì mọi người, khi mà bên thế chấp họ thấy khách hàng này là từng tín chấp tốt, hoặc là từng góp tốt, hoặc là góp xong, hoặc là không có nợ xấu, hay không có bị gì cả, nó rất là đẹp, thì người ta sẽ cởi mở hơn, người ta sẽ cảm thấy là nó rộng rãi hơn, nó không có bị một cái thứ gì đó bị rào cản, tương đối là nó dễ dàng. Nên nếu mọi người những cái trường hợp mà mình đang bị nợ xấu ở bên tín chấp, thì đối với cái suy nghĩ của Ngọc á, thì mọi người nên thanh toán cho bên những công ty tài chính để cho nó gọi là trong tương lai nó có thể là nó không có tra cứu tới cái khoản vay đó nữa, thì mọi thứ sau này kể cả việc là mình đi vay tiếp tục, vay tín chấp tiếp tục hoặc là vay thế chấp, thì khi mà người ta không có tra cứu tới thì cái lịch sử hoặc là cái hồ sơ của mình thì tương đối là nó sẽ trơn tru và nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Và bên thế chấp nó cũng sẽ yêu cầu khách hàng là mình phải đi thanh lý cái khoản nợ xấu đó để người ta giải quyết tiếp tục cho mình. Giải quyết tiếp tục ở đây nó giống như cái kiểu là người ta xử lý cái vấn đề đó xong thì mới bắt đầu tiếp tục xử lý cái hồ sơ của mình, chứ không phải là khi mình đã thanh toán nợ xong rồi thì chắc chắn 100% bên thế chấp nó sẽ duyệt cho mình. Và khi mà bên thế chấp nó đã đưa ra những cái quy định cũng như là yêu cầu đó thì chắc chắn là nó sẽ duyệt theo kiểu khác. Có thể là với cái sổ đó mình vay với cái hạn mức tương đối là cao nhất 70%, ví dụ vậy, thì nó chỉ xử lý cho mình vay tầm khoảng 20-30%, thì nó cũng là rất là khó khăn rồi. Nên mọi người ơi, cái vấn đề nợ xấu thật sự nó rất là nhạy cảm, mà có nhiều người có suy nghĩ theo kiểu là thôi không có tiền thì thôi không đóng, hoặc là ta không đóng thì thôi sau này ta khỏi vay, hay là như thế nào đó. Nên đó là mọi người, trước khi mình làm một cái gì đó hoặc là mình quyết định mình bỏ một cái gì đó, mình không có xử lý tiếp tục, hoặc là mình nợ xấu mình bỏ luôn, mình không có đóng nữa, thì tương lai nó rất là ảnh hưởng. Và cơ bản là mỗi người chúng ta sinh ra thì không biết tương lai của mình sẽ như thế nào, đúng không mọi người? Sau này có thể là khó khăn hay rủi ro, hay là mình đang cần tiền, hay là gia đình mình bị cái gì đó, thì lúc đó mình mới thấy là cái vấn đề ngày xưa mình làm nó rất là sai lầm, và mình sẽ gây ra một cái cảm giác rất là hối tiếc là tại sao ngày xưa mình lại như vậy. Và tính đến hiện tại mọi người, khi mình đã có điều kiện rồi, mình có công ăn việc làm tốt rồi, mình đã có tài chính thu nhập ổn định rồi, thì nếu mà có điều kiện thì mọi người nên thanh toán cũng như là thanh lý những cái khoản nợ còn lại của mình cho bên những công ty đó. Cơ bản là vì đồng tiền của mình cũng đã sử dụng hết rồi, đồng tiền của người ta mình cũng đã sử dụng hết rồi, chứ không phải là tiền của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.